Mở đầu vô luôn. Bây giờ em sẽ gọi cho anh Trung, tìm Trung Trẻ Trâu nha mọi người. Gọi cho idol hào hộp với mọi người. Bây giờ anh. Alo anh. Gì vậy em? Em Facebook ăn gọi là biết rồi. Chưa thấy ăn là gọi chứ. Ông ăn không đi nhậu nữa gọi nữa sao vậy? Thì ông đi rồi em mới gọi cho anh chứ. Ông có ở đây em đâu dám gọi cho anh. Ê, anh nói đàng hoàng nha, anh giờ anh nghe nó đập đầu em á. Giờ anh em mình có thể gặp nhau một chút được không? Không được đâu em. Khách sạn này đâu? Anh bị điên ấy, quán cà phê chứ. Nhờ đỡ gì sao vậy? Đây là ông ấy rồi nha. Làm gì mà có... Làm gì anh có dám đấy mẹ. Anh cũng nát bét ở trong đó rồi chứ anh ngon lành gì trong đó mà anh cứ làm vé vậy. Anh cũng nát bét ở trong đó rồi chứ anh ngon lành gì trong đó mà anh cứ làm vé vậy. Bởi anh nát thì anh cũng có vợ chứ, vợ nó xài chứ. Nói nhận chứ em anh em mình gặp nhau một chút tâm sự được không? Không có đi nhận ý nha, cứ anh không có làm để chuyện bày bè có lỗi với Vân đâu. Em cũng không có lỗi với biết đâu. Đừng nghĩ tầm lao. Chị đào anh em biết rồi, hay nghĩ những chuyện lung tung. Đúng rồi, anh cũng hay bắt kiều lắm. Ở đâu? Công viên Nam Sơn nói chung cống bên em đang ngầu qua đây à. Mà chiều thêm ai nữa, bà nội tôi ra tôi ngồi với bà rồi ông dắt cây lượn dưới nữa. Không có ông Hân đây, em với ông Hân mới cãi lộn nhau cho nên là ông không có đi tìm em đâu. Hả? Đúng mà cái lúc đây là phụ nữ vợ xa ngã lắm nha, em mới giữ bẩn nha. Xa ngã gì em giận lắm cho ba đứa rồi mà giận lắm anh. Rồi tao đợi anh qua, chết đợi anh chớ vợ anh qua được không? Không, mình anh Thâu. Đúng mày khó xử dữ đâu. Đang muốn gặp cả một mình anh à. Ý mẹ. Rồi đỡ coi để mình còn vé dễ nào trời. Thôi qua nhanh đây nha, em chờ ở trưa nắng quá đây nè. Quý ôm. Các bạn chờ đón xem mà cái video hôm nay của mình nha mọi người. Video hôm nay hứa sẽ không troll nữa. Chờ Manendula. Trời nắng ní lê. Đây em Bi ơi. Đây ra đây em đang ngồi ở đây. Chụp đánh phấn một son gì sao lâu dữ không? Đây. Tao may quay thì không sợ. Là bằng chứng đúng không? Đúng rồi, nó cũng nó biếu trai đẹp trai ngầu với gái ba đứa con. Chắc anh lạnh vậy, anh uống cà phê với em gái mà anh lạnh gì thấy gương gốm dữ anh. Anh còn vé lắm em ơi, giờ anh đi mà giờ anh nó cho đi mà nó lo ra đường bị gái nó bắt nè. Gái bắt chứ tự nhiên em đã có chồng rồi mà đi uống cà phê với cô em gái mà anh làm gì thấy gương dữ vậy. Quay gì vậy? Nó quay em với anh vui tâm sự vậy. Thôi nói chuyện chân hứng quá nha. Tự nhiên đi quay tâm sự. Quả với em giờ em tâm sự với anh nè. Anh đẹp trai. Nói chung anh ngon chứ mà em ông Hân ông chứ mà anh cũng phải cái gu của em đâu, ý là em kêu anh ra đây để em tâm sự thôi. Gu em là nạo dừa em. Không, gu em cũng phải nạo dừa chứ hồi xưa em sang ngã bắp ngã cho nên em sai sót thôi chứ. Sao gọi anh tên đồn gái rồi gọi anh chi ác dữ rồi. Thì em nghĩ anh tâm lý cho nên là anh hiểu được đây. Đúng, em nói cái đó anh công nhận. Cái đó anh chấp nhận luôn. Giờ sao? Giờ sao nói? Em cũng chọn mặt gương dằn chứ đúng không? Anh yêu à? Thì giờ ấy là em ra đây em nói với anh là em có món quà. Em cứ câu nợ chi anh giúp anh Hân cho vui đó mà điên sao vậy? Của em hả anh Vy? Vy của em hả? Điên quá ai nào mà lấy về chân hứng vậy mà. Của em mà tự nhiên vậy. Anh biết nhưng mà ấy là em anh biết sao bữa nay em đem nó ra đây không? Em tách cái máy em đưa cho nó dở chứ đỡ người ta nghĩ là anh nhận này nọ người ta cười. Mà em chưa nói hết mà. Anh sao chưa gì hết, anh cứ tin tức anh cái tính anh dẹp đầu anh mới được anh Bi ơi. Đâu vậy đâu, vậy đâu nói. Đấy là cái đây là con heo đất. Thì anh biết con này heo đất không chưa? Biết chưa, điên sao? Con nói chắc nhiều tiền. Thì cái đây ở trong đây là cái tất cả những cái tiền lương mà trong vòng 3 năm của anh Hồng đem về cho em thì em cũng không có tiêu. Chù vậy chứ cũng mấy chục triệu gì ít nữa à? Không anh, 3 năm tính ra 3 năm nhưng mà chỉ có 1 năm gần đây thì mới có tiền chút đính thì ông đem về, khi em triệu, khi 700 rồi, khi nói chung vài trăm thì có nhiều em góp vô, nói chung em buôn bán thì em cũng trang trải được sống của em 3 đứa con. Còn tiền này thì thực ra em cũng không có tiêu để đâu, chắc anh dám nhận đâu. Tiền mồ hôi hết luôn đâu em làm. Mà ý giờ em ông cũng đặt một ngày ra sắp rầu 100.000 rồi thì giờ em cũng muốn đánh dấu mỗi cục mốc để cho ông có thêm cái động lực vậy thôi. Thì giờ nói chung là anh Hân cũng có công thì anh cũng có cúp sức trong đó. Vậy là em trao anh rồi là em chưa mất đúng không? Sao anh nghĩ gì nhanh dữ anh Bi, anh nghĩ gì khác nữa nè. Rồi tiếp. Bây giờ em muốn thông qua đây thì anh gửi cho anh Hân cái dạy nói mẹ nói ào làm như tưởng ra có tiền. Em nói vậy thôi là anh hiểu rồi, anh chứ anh cứ nghĩ đi đâu không. Sao nhờ mấy anh kia vậy? Vợ chồng giờ cầm đưa mẹ để biếu anh đưa. Thì vợ chồng đưa không thì nó dơ quá anh hiểu không? Đưa không vậy thì nó phim mất. Mẹ coi nè, trong đây gì đây? Không có gì không có gì hết mà bớt giỡn kiếm khác nhà đi. Không có thì đập thứ ra biết có hay không chứ gì đâu, đơn giản nhiều quý con heo đây có 15.000 bạc mà đập luôn em. Nói chứ cũng công lao quá anh, cũng công lao nhiều lắm trong đấy anh. Đó, thấy chưa anh Bi? Em cũng biết nhiều nữa anh nhưng mà em bơ từ đó giờ á. Chà, 2 tờ bóc đại 2 tờ thôi. Chứ vậy? Ý giả bộ bọn túi gì đó gì đâu. Chỉ nhiêu đó đu thiếu gì đâu, 3 túi anh. Ô. Chù, ui ô. Thì có nhiêu vậy? Mẹ chị Hân làm anh có tiền mà giấu anh em nè. Thì góp gió thành bão chứ ở đâu có mình một cục vậy anh. Anh biết nhiêu đó là em tích góp biết bao nhiêu đâu. Dài anh lấy tiền công 5 triệu đâu rồi cái gì chỗ anh em anh lấy giá rẻ chứ đâu phải là anh em mà cứ nghĩ tới tiền công tiền cán liền vậy ông. Sao anh cho thêm đồ vô đáng lý vậy rồi à? Anh cho thêm 5 triệu đồ vô. Đâu em ba con nghe rồi em bớt dụ anh cái. Rảnh tự nhiên tiền nhưng có lũ xó rồi tự nhiên kêu xuống ngầu quen chút cho tiền thêm. Chứ anh giúp đỡ thì sẵn là giúp cho trót luôn. Rồi bây giờ là cầm đưa ông là đầu đúng không? Diện đâu mà. Không. Rồi á. Tiền không thì nói làm gì anh Bi. Em muốn là có một cái món quà gì đó chứ không phải là đi ra ngoài đường đó cho ông có tiếng nói với anh em đủ chút chứ anh em cứ trôn đủ ông lúc nào cũng tiền bạc cũng có hết. Nhiều không? Điểm cho cởi ngang. Bây giờ nó đẻ quá rồi. Anh làm gì là như lần đầu tiên anh cầm được tiền vậy anh Bi? Con vợ nó giấu hết rồi anh. Tôi vậy tính ra anh bất hạnh chứ ha. Anh cứ vợ anh bất hạnh với anh Bi. Có 13.200.000 à? Gì vậy? Em nhắm không là nãy giờ em nói em đang quay á nha. Em tính không là em thấy cũng đã 13.500.000 rồi mà anh lắp đâu ra 200-300.000 vậy. Thì đúng vậy chắc em nói chuyện anh bị sao nhãn chứ đâu ở đâu cối đâu. À lộn nè, lộn tờ 300 nè. Lộn tờ 300 nè. Đỡ vậy. Rồi giờ sao? Nói gì nhanh đi. Đưa chưa? Thì giờ em kêu anh ra đâu có đồ sức gì không nè. Cái đầu anh em biết rồi. Có chứ nhưng mà. Thì đó em cũng nghĩ vậy. Nhưng mà quẹ chứ gì vậy cậu? Tự quẹ ông cậu ở đâu vậy anh Bi? Chắc mẹ không. Hồi sáng đi uống cà phê không ấy? Em kêu. Chắc. Cậu. Tụi bay á, tụi bay giỏi lắm nha. Chết rồi. Được lắm. Quên chết không, đâu ra vậy. Thôi thôi này em giữ đi. Giữ gì? Bây giờ tao thấy hết rồi, mày giữ gì? Mày á là giao môn bất hạnh. Sao rồi bay ngồi xuống, nó bình tĩnh. Tụi bay mới giao môn bất hạnh nha. Tụi con lỡ rồi bay không? Mày ngồi xuống đàng hoàng. Tụi con lỡ. Chuyện gì đậu cậu từ chuyện gì. Mày từ, đúng là cái thứ không còn gì nữa nói nữa. Mày cháu tao hay là anh đấy à. Tụi bay làm trong chuyện này lâu chưa? Mới sáng giờ à. Cậu bay ơi. Thôi tao lên huyết áp. Thì máu nãy giờ tao tức dữ bay. Thử cái chuyện này mày giấu giếm hai bên lâu chưa? Thử mới sáng à. Rồi làm những chuyện đây dài tụi bay có ăn hận không? Có đâu ăn hận cậu. Bây đó. Giờ ba đứa con rồi mà mày làm còn chuyện đó. Tao mày đúng là không phải là cháu tao mà. Còn thấy bình thường mà. Những chuyện như vậy tụi bay làm lén lén lúc lúc vậy. Thôi em đi em chạy đi, em giữ anh lại. Đứng lại cậu bay. Đừng. Để mày chẩn mặt với đi tao em. Thôi đưa tắt máy, đừng cậu bay, đừng cậu bay. Tắt máy được. Cậu bay tắt máy được hử? Không có gì hết á. Mày hèn chi máy này cặp mắt mày nó thâm là tao nghi rồi, mày thức điên dữ quá mà. Cậu bay hiểu lầm rồi. Sao mày làm những chuyện vậy? Hử? Cậu bay hiểu lầm rồi cậu bay ơi. Hử? Mày con vợ bạn ta là phụ huynh của ta. Ấy lộn con, vợ bạn ta là sư tỷ đại tỷ của ta. Sao mày làm những chuyện vậy được? Mày cái lòi gì? Mày ăn mày húp như vậy mày cảm thấy ngon không? Cậu bay chuyện này chỉ có con cậu bay biết thôi. Sao con biết được? Rồi tao tuy rằng tao rất là ghét thằng kẻ hú, nhưng mà mày làm vậy đâu có được đâu. Thằng kẻ hú là dù gì nó cháu rửa tao mà. Bây giờ tao hỏi mày sao mày ăn tập dữ vậy? Cái thứ mày là thứ gì? Thì cái gu của ông mà cậu bay nói như vậy. Sao mày nói vậy? Đồ mẹ mày, tao quýnh ghen hay mày quýnh ghen mày ném áo tao vậy mày? Tao con lỡ ném với con đầu. Mày thẻ áo tao đi không? Tao bật cao quý nha. Chuyện đây là tao không có thè thứ cho mày. Cậu mày phá nát anh con bé hả? Phá nát cái gì mày? Nó ba đứa con rồi. Mày ba đứa con mà mày cũng ăn tạp được. Mày cái loài gì hả? Mày cái thứ gì hả? Chứ không phải là thứ bảy chủ nhật nha. Tao gọi cho thằng Hân nó qua đây là tính sổ chứ mày. Đây tao bắt tận tay tao dây tận mày. Chết rồi. Cái loài âm binh cái địa chướng. Mày ra đây công chuyện lớn rồi, lớn chuyện rồi. Máy hôm nay là sừng nó nằm đây đâu đây cố mày lắm mà. Thứ mày chỉ biết ôm cái máy mày ôm mày nút mẹ nó cái máy mày đi. Giờ tan nhà nát cửa rồi. Đây, tao giữ mày trứng, mày tao giữ tan trứng chặt trứng của con vợ mày. Mày qua liền cho tao. Má mẹ mày mày tưởng tao chở hay sao vậy thằng cố nạn? Mày qua liền này, lớn lắm rồi. Công chuyện đây bây giờ chỉ có ly dị không? Ly dị ơi, cho cháu tao nó bình yên. Rồi nhanh đi, đừng nói nhiều. Mày đậu, mày đậu vụ bảo hiểm ấy. Mày đậu vụ bảo hiểm ấy, thằng cố nạn. Cậu Mày ơi cậu cái con này bây giờ mày liệt. Giờ cậu chưa điên dữ bay, bây giờ còn gì nữa nói nữa. Cái thứ này mày còn gì nữa nói nữa không? Nè, nhân chứng chặt chứng còn. Đưa điện thoại tao thu luôn, hai cái luôn. Bán gì tao bán luôn. Cậu hãy biết im. Mày tướng tao thèm gì? Mày tướng tao thèm máy đồng mặt lẻ đó hả mày? Hử? 1 triệu mấy rồi. 1 triệu mấy làm gì mày? 1 triệu mấy đó đánh đổi một cái nhân cách của con người ấy. Một cái người cao quý cậu ấy. Tại không còn tiền không? Còn mày mấy triệu à? Cậu bay mày làm vậy là vợ chồng ông ăn nát luôn cậu bay. Mày chứ bây giờ tao hỏi mày chứ công chuyện đó giờ tao người lớn mà tao im lặng được nữa mày. Tao im lặng chỗ nào? Con xin lỗi cậu bay. Xin lỗi không với mày. Cậu bay con trai con muộn đường xấu rồi cậu bay. Còn nhưng bé ăn giờ nói chung là lỡ bàn với nhau vậy á chứ. Tao điện thoại con biết liền luôn. Cậu bé ý nó tức dữ mày. Ngồi xuống đi. Mày né tao ra. Đó, mày giải thích gì mà giải thích đi. Tao nghe coi. Nghĩa là chuyện nó xảy ra sáng nay à. Bé ăn nói chung là nó gọi cho con, nói chung là nó muốn kẹp riêng để nó tâm. Chuyện sáng nay mà mày đưa một đống tiền cho con ăn như vậy, mày bịt miệng bằng tiền không ai. Cuộc sống mày lúc nào cũng tiền. Thứ mày bém mà đợi tiền ra ra. Tiền mày cắp má mày đúng không? Thứ mày bém mà đợi tiền ra ra. Tiền mày cắp má mày đúng không? Giải thích đi. Giờ con biết nói sao phải tình ngay nó lấy gian quá. Bây giờ là nói chung tụi con cũng lỡ cậu bé. Lỡ giống không? Cậu bé đừng quá ngoan nghe cậu bé. Gia môn bất hạnh. Trời ơi sao thằng cháu một phơi. Mày vô đây. Tao biết một cái chuyện lớn. Động trời, động đất, động thiên kinh, thiên động địa. Em mày chơi coi em mà mày còn uống cà phê cà pháo được nữa mày. Mày nhìn cái mặt đó đi. Anh em mày từ sống chết cá nhau từ nhà anh lớn á. Tí giếng tí sông. Không, tí xe mà. Tí xe với nhau, hai thằng tí xe với nhau. Bây giờ mày biết chuyện gì chưa? Mày cầm nhìn cái điện thoại đó, điện thoại gì của ai? Ủa là chuyện gì? Ở đây. Mày hỏi nó đi. Còn bé cái thằng chiến thôi, người ta đâu có biết đâu mà. Ổng thằng nào hả mày? Quả mày sao điện thoại vợ con ở đây? Hỏi nó. Ủa cái này mắt thăm ở đó này. Thằng mắt thăm ở đó đi. Vậy đi. Tụi cái vụ vậy. Hỏi đi. Sao mà không nói mày? Điện nói gì nữa? Hỏi. Điện thoại của con vợ mày ở chỗ này là mày hiểu rồi, sao mày ngu dữ vậy? À, giờ con đưa cho cậu. Má mày, tao mới tới đây mà tao thấy rồi tao mới gọi điện mày. Ra điện thoại nằm đây trước rồi cậu tới. À, vậy là cái sáng uống cà phê với Bi. Đúng á. Em đi. Vợ bạn ta là chị dâu ta, là đại tí của ta, sao nó nói tới đó đâu mày, sao mày ngu dữ mày? Sao con không hiểu gì, tự nhiên sáng uống phô tự nhiên đâu. Thằng này đưa tiền cho vợ mày. Cái gì? Cậu bé. Mày tự hiểu. Nó đưa nhiều không cậu? Nó đưa, nó cầm một đống tiền mà mày coi hồi nay. Có 13 triệu 500 à. Trời sao nó ngu dữ không? Cái điện thoại đây đi bán 13 triệu 500 không? Giờ này mà nó còn nghĩ tới. Giờ này mà nó còn nghĩ tới mua cái điện thoại nữa, sao mày nghe gì mà ngu? Bỏ Bi, em mua điện thoại đi. Tụi nó đưa đi, tiền trả nhau. Tao vô tao bắt chặt, tao bắt tận tay, tao dây tận mày. Nó mới qua nó chạy, nó rớt đỡ lại, rớt cái lại cái điện thoại. Mày hiểu không? Chứ không nghe gì nữa, tao lạ mày. Anh nói cho nên. Nói mày. Mày nói. Hả? Tới con quậy vợ con hả? Chứ tao lên tiền xong thì chết quá. Mày nhớ nó tui. Má mày ngu quá mà. Bây giờ nó chạy về đường nào nó không. Tụi nó không thơ nhà hay là mua nhà gì sẵn đâu. Má nó lưu con anh xã đổi mấy này nữa. Bây giờ chúng mày nó dắt ba đứa con đi đâu. Cái thứ này nè. Mày làm cho mày sống vậy mà được hỏi mày. Bây giờ anh muốn nghe tính miệng em nói này. Anh không qua đây mày ngồi mày nói chuyện với nó này. Má bây giờ anh muốn nghe từ tính miệng mày nói này. Em tận dây tay dây tận mạch cho nó. Nói chung là sáng nay nó mới lộ ra cho em, thật sự em cũng không có nghĩ táo luôn á. Do là làm thiệt đi. Dạ thú. Thì tự nhiên nó gọi em qua với em. Đó đi qua. Chết tôi đồ mẹ nó. Trời ơi bão tấp mưa sa. Sao mày ngu thế hả? Anh em đủ chết tôi đủ. Ba đứa con ai nuôi đủ. Mẹ mày nó ôm ba đứa con đi mà. Hỏi ba con ai nuôi. Nó bây giờ phí cho mày hả? Rồi mày cầm cái máy quay đó mày đi vòng hết đi. Đúng mày chết tao mày vừa. Máy quay tao mà tao là tao chết rồi, tao chết rồi cho người ta biết. Mày sống vậy mà mày coi được na Bi. Đồ mày nói lần nào vợ mày cũng đẹp, con mày cũng quên à. Vợ mày cũng đẹp chứ, vợ mày xấu ấy. Còn mấy ăn nó cũng thương anh lắm. Nó cũng thương anh lắm, nó mua tạo bất ngờ với anh nữa mà. Vợ nó sống chó dữ không? Đồ mày nó kém chân anh không? Mày chắc mày sống tốt. Mày sống tốt quá. Thành ra bây giờ cháu tao nó vậy á. Nó bảo nó đi theo người khác. Ban đầu nó kêu con phải cu nó. Nhưng mà thôi giờ lỡ rồi, ba anh em mình biết không nha Thanh Hân. Em lỡ không? Mẹ mày tự nhiên công chuyện vậy mà mày kêu ba người biết. Tao nói hiến lẹo ba sĩ. Cá nhân này biết nói cho mày đẹp mặt ra. Mày biết hiến lẹo mà. Có 13 triệu rưỡi mà gì nó căng dữ vậy. Đồ má sao giờ để ép tim mà cậu em. Cậu bảy đưa cô đi bệnh viện ơi bảy. Vợ con mình nó đối xử ra cô bất hạnh. Cậu bảy đưa con đi bệnh viện cho con chết cậu bảy. Cậu bảy ơi. Đó nó tới kìa. Nó đâu kia nè. Nó cho mày biết. Ba mày 4 mặt 5 mặt một lầu luôn đi. Tao thấy tao nản rồi. Mày sống vậy được nữa mày. Sống vậy sao không được. Con gái con lứa mà mày. Vì cháu tao mà mày sống vậy tao cũng không hiểu cuộc sống này như thế nào. Em còn mặt mũi nào dòm anh nữa không em? Chứ sao mặt mũi thiệt đẹp nhà mấy diễn dồn trời. Sao ai mua hả chị ta? uống nhiều nước uống. Cái ngồi gì mà mặt nó trơ trẽn như không biết. Mi anh chú ý. Trồn. Bây giờ mà nó còn đưa vàng bạc ra nhau nữa, mày thấy chưa? Mày thấy chưa? Mày thấy chưa? Đâu mà. Đủ anh đập đều dính chưa luôn. Còn máy lên. Lỡ không? Lỡ cái gì mày? Mày lỡ cái gì? Đi gì hả? Hả bây giờ nó về nó gom đồ luôn. Rồi chuẩn bị nó đi luôn. Mày thôi nhà ai mày mua nhà đi đâu đi đỡ hai đứa con lại cho, đỡ ba đứa con lại cho nó. Đỡ mày làm gì? Mày trên răng dưới giái mày cắn cái gì đỡ mày nuôi không? Ơi này cái gì? Bây giờ. Nghe nó chào hai cái lòi cầm thú này tao thấy tao gai dữ mày. Bây giờ nói chung là mày đâu sao đeo con nó loạn trạng rồi mày. Mày lỡ mua. Nó đưa. Má mày lấy tiền mày mua chục tay mày tao đáp thí mày không phải phải giận dỗ nha. Một gái mà lấy hai chồng ở chung với nhau. Tao thấy sống mày được hết tao trời cho mày. Không mày. Mày biến mẹ mẹ thằng khốn nạn. Đồ thứ mày á. Cút. Mày nghĩ đồng tiền nó quan trọng gì? Mày cút. Mày đừng bao giờ nói chuyện với tao nữa. Điều này nè. Tao báo công an. Tao gọi chồng biết thôi, chồng biết. Em còn vợ con em nữa. Mày khốn nạn. Mày cút đi. Mày cầm giờ mày cút luôn đi. Tao nói một lần nữa là tao nói mày tao là tụi này mày tết cho mày. Tới đây anh không lỡ em. Mày nói gì chữ mày? Ừ. Mày cứ gây đủ thứ chuyện như thế này mà cũng chưa đủ hay sao vậy? Được không? Em ôm cái nhục nhã đây em gì không được. Coi như em xin lỗi. Em xin lỗi. Mày cầm về đi. Tao nói mày chiều nay mày tính ra hết rồi. Mày chiều nay là mày sẽ là nấu tiếng nhất ở thị xã Nhơn này, tao nói mày đủ mày nấu tiếng nhất ở bên. Tụi nó muốn xây dựng một cái gì đó là đáng ra. Của anh mà. Cút. Cún nạn. Về luôn. Mày đi về luôn. Vợ anh nó mua cho anh mà anh. Ôi, mày chồng nhỏ nó lại đi chọc tức chồng lớn. Nó cuộc đời. Vậy là anh thờ anh không lượm mày. Tao không lượm. Đủ mày bây giờ mày cho 100 giây nữa tao cũng lượm mày cút mày. Cảm ơn. Trơ trẹn. Cún nạn. Tao nếu như cảm thấy không được thì xuống nhà của cậu ở. Má con điện bi thân nó vậy luôn cậu. Chứ đừng ở gầm cầu đồ cuộc sống làm sao. Mày đã ốm rồi. Mỏ đã nhọn rồi. Mà mày còn ở gầm cầu nữa. Tan nhà nát cửa, gia môn bất hạnh. Không sao giờ từng cánh con luôn. Con cháu làm bố đủ chuyện hết. Mệt lắm. Giờ đây rồi ông ngoại mày. Cái con dạ thú kia mày biến mẹ nó, giờ tao không muốn gặp mặt mày nữa. Tự nhiên trứng nó để vậy. Quả sao có hộp không vậy? Quả mẹ đưa chiều, ông quên đưa chiều cho. Nè. Cút. Quá chuẩn luôn. Nãy giờ chữ tôi đẻ chưa? Chữ tôi nãy giờ chữ tôi phơ rồi chứ vậy cái mặt này hại, mặt này hại, mặt phơ rồi. Tao đưa coi đeo dây chuyền chưa? Mở đây quay đủ thứ đó. Biết không vậy? Biết. Mà tự nhiên biến một điều gì chứ. Không có bình con bé ăn rồi nha. Cuộc sống mà tao mà như mày được tao đập đều tao tự tử tao chết. Thề tao chết còn sướng hơn. Đỡ ba đứa con nuôi tao. Cút. Nuôi bạn gì? Cái điện gọi đi. Anh làm YouTube anh nuôi nó. Biết. Quả mà đi chừng vô cậu đi bác. Quả gì chừng đâu. Một lần nó đặt ghi thai luôn á. Quả chứ với chuyện hồi nãy em đưa cho anh Bi, đưa cho anh đâu? Em với anh Bi móc nói với nhau, anh nói anh lần đây là con bé nó cũng xấu số như anh. Quá không ngờ. Cậu ngầu nãy giờ cậu chứng kiến mà cậu. Chứng kiến cái gì? Là chứng kiến cái đồ gian phu dâm phụ tụi bay á là những chuyện đó. Đâu cậu tin đâu? Chứ chuyện gì? Nó xách thằng chồng nhỏ, nó xách cái thằng chồng lớn nó xách cái dây chuyền nó giục trong cái bản mặt của chó thì chồng nhỏ. Giục ai? Giục vô mặt ai? Tao nói về một gái không có thơ nào sống hai chồng. Quả chứ chồng nào chồng lớn chồng nhỏ nói gì vậy trời. Cô đạp luôn đâu. Cô đạp luôn. Vậy chiều nãy giục mặt của ông Bi, Bi lái đi không? Chết rồi ông Bi nó mất đầu trời luôn. Cái vậy? Chợ ông Bi đâu hiên. Mày tiên chuyện vậy? Vậy đâu con. Chuyện vậy tôi thôi mày nói có tao nghe coi. Mày Quy nữa, mày Quy đâu mất rồi. Mày Quy đâu? Quý gì? Quý sao nó bị ngáo sao Bi? Mày hai chồng rồi thằng nó hành chịu không nói sao mà mày bị khùng. Anh nói em nè, chính chuyên là gái lấy một chồng. Em mà em nói vậy em sống vậy, em nói cả cuộc đời này em. Mày nó chưa chết nè, chừng nào nó chết đi, nó rụng đi. Mày chờ khoảng chừng năm 2 năm nữa nó rụng cho bấy. Rồi mày lắp chết đi, nó rụng đi. Mày chờ khoảng chừng năm 2 năm nữa nó rụng cho bấy. Rồi mày lấy. Ai riêng ông Hân mà rụng con chưa cúng nguôi là con đi tìm khác đầu cho mẹ. Bây giờ con mới tới kêu đó nha, con ba đứa con rồi con tới làm kêu đó nha. Chứ coi chuyện lén lúc của mày Dương Bì. Mày tính nói chuyện sao mày? Không em, anh gì lén lúc. Em Dương biết là chị em á, thà em kiếm khác anh chấp nhận. Anh xấu cọ cha nó, em kiếm khác anh chấp nhận. Chuyện gì hồi sáng giờ tao nói. Chứ hai ông đang làm gì kia mày quay giùm chút đi, mày quay nó mất rồi. Tụt cũng đập. Đập bớ đâu. Quần nghệ nhá nhỏ mày xanh nó láo dữ bay quá đập bớ đâu luôn chứ giờ nó. Sao? Tao coi cô vậy mà. Tao ngồi gì vậy? Tụi như tôi mà gian díu là tôi có reo quá cà phê tôi ngầu thanh thiên mặt nhặt về đâu nha. À, nó đổi đi những chỗ nào chính đáo nữa đây. Đòi nhà đi nhà nghỉ. Mày đi nhà nghỉ đó. Tao từ mày em đập lên luôn, em đập. Quỷ này đám YouTube đi nó nhiễm một. Chứ mấy quay gì nữa mày tìm bị khùng ấy. Tìm quay giùm một chút đi chứ hồi sáng có quay gì? Có cầm máy quay mà không biết cái máy quay ở đâu nè. Gọi chết trôn nè, dạy trôn nè. Cái máy quay đâu rồi đi tìm giùm con cái máy quay đi. Quay gì nữa? Mày ngâu mày cớ chuyện tao coi nghe coi. Cớ. Vợ chồng giờ cầm đưa mẹ để biếu anh đưa. Thì vợ chồng đưa không nhìn nó dơ quá anh hiểu không? Đưa không vậy thì nó phim mất rồi. Mà cho nè, trong đây gì đây? Không có gì. Không có gì hết mà bớt vợ kiếm khác nhà đi. Không có thì đập thứ ra biết có hay không chứ gì đâu, đơn giản dầu quý con heo đây có 15.000 bạc mà. Đập luôn em. Nói chứ cũng công lao quá anh. Cũng công lao nhiều lắm trong đấy á anh. Đó. Thấy chưa anh Bi? Em cũng không biết nhiều nữa anh nhưng mà em bơ từ đó giờ á. Cha 2 tờ bóc đại 2 tờ không? Chứ vậy. Ý với bộ bọn túi gì đó gì đâu. Chỉ nhiêu đó đu thiếu gì đâu, 3 túi anh. Wow. Chù, ui ô. Thì có nhiêu em chị không làm anh có tiền mà giấu anh em nè. Thì góp bão, góp gió thành bão chứ ở đâu có mình một cục vậy anh. Anh biết nhiêu đó là em tích góp biết bao nhiêu đâu. Dài. Anh lấy tiền công 5 triệu đâu. Rồi cái gì chỗ anh em anh lấy giá rẻ chứ đâu phải là anh em mà cứ nghĩ tới tiền công tiền. Thấy hôm sáng đem cái con heo đất ra nè. Sáng đem cái con heo đất này một cụm tiền vậy này nha. Rồi đem ra em với anh Bi kêu là làm cái gì tặng cho anh cái món cái 100.000 ca súp rồi giờ kêu là tặng cho anh một cái gì đó để kỷ niệm cái công sức của anh chứ. Vậy là mày mua cái dây chuyền đó mày tặng cho Hân ấy. Chứ sao? Cái tiền đó hồi nãy mày đặt con heo ra mày đưa cho anh Bi ấy. Chứ sao? Học chết rồi. Sao mới điên chứ mày? Rồi mà chết rồi em giao tiền thôi, trong tay thì khốn nạn rồi. Biết kiếm đó đâu ra. Cái này ở sáng là nói vậy đâu mà đi tìm cái mấy quay chùm đi chứ. Hồi nãy ổng đưa với chiều mà ổng chịu lụm đi cho đầu với chàng ổng dục trong mặt mà ổng chịu lụm nãy giờ tôi chụp 10 cọng vậy tôi lụm. Đây chạy lên nhà nó chứ không ăn lì. Vậy mà mình nói sợ với chiều mình dục vô trong mặt nó kêu cảm ơn anh lì. Bi ơi là Bi chứ đi đâu vậy anh Bi? Cô nghe mấy giùm chút anh Bi ơi, anh đi đâu vậy? Sao nhờ ông chút mà đi xe dữ vậy trời? Đó trẻ. Cho anh đi đâu vậy? Bà tặng ngay hai thằng đó đụng bấm phi dưỡng gơn á, ông cậu bảy ông kêu. Cho anh chịu nói rõ ràng gì hết chưa? Thì anh này nháy mắt em là làm rồi. Ui dồi ông ngầu ông xài sợ quất anh gì đâu mà quý nó bé cái tay nó cào nó đâu gì mà. Trời ông hai ông đó còn ông cũng mắng em như làng gì luôn. Đó. Kìa Lùi. À quên. Đây. Vợ chồng làm gì lận? Mấy xíu đâu 7.000 cũng lận tôi rồi. Chưa mà vô uống nước với em một về cho anh Bi.